người đến với kênh Sang TT Vlog mọi người. Thì Sang mới mua một con mai rừng về nha mọi người. Thì Sang cũng mới khui ra luôn. Vành này cũng bảy mấy nha mọi người. Thì giờ này Sang vệ sinh cây nha mọi người. Nhà sạch sẽ lắm nha mọi người. Sang thu đầu rễ lên nha mọi người. Thu rễ là cho nó ngắn là bớt mọi người. Nó ngắn là nó mới vừa chậu luôn mọi người. Cây còn tư luôn mọi người. Đây là mới khai thác quá đây mọi người. Để xong rồi mình bon để bơi kịp lọt lên bon tiếp nữa bơi kịp thu là tất cả rễ luôn. Mua về là mình xử lý là hết mọi người. Ta sang đi gọt những đầu rễ lên, gọt xong rồi bo kích rễ thôi. Cho cây tư thì sang bo kích rễ xong rồi sang trồng luôn chứ không có ủ nữa mọi người. Ra là ra nó ra những cái đầu rễ đấy thôi, nên bo cho nó đẹp tí.
gom rễ thì sang bôi kích rễ quỳ tẹp nữa mọi người, một nắp kích rễ quỳ tẹp với một nắp nước đó mọi người, anh tha đều lên những mặt cắt đó mọi người. Sau khi Sang đã quét kích rễ quỳ tiệp lên để gáo rồi, giờ Sang để vô chậu nha mọi người, thì Sang đôn cát lên khoảng 50 cm nha mọi người. Thì cái chậu này lúc trước trồng cái cây rồi, nhưng mà cái cây kia do nhỏ quá thì Sang bứng ra ngoài vườn nha mọi người, nên giờ trồng cái chậu to xứng với cái chậu nha mọi người. Thì nguyên liệu của Sang cát lấy của nguyên liệu cũ của cái cây này trồng lại, đổ cát vô, lấy những đầu ngón tay mình ấy xuống cho nó chặt những đầu rễ, nó cũng hẹp. Quay lấy những đầu rễ, cho chặt những đầu rễ nữa nó sẽ ra rễ về dễ. Kích rễ dịch tiệp tưới nó luôn thôi, tưới cho cát nó dẻ xuống rồi đổ cát thêm một nắp dịch tiệp pha cho một bình này, đúng không? Ở dưới đây nó còn bọng, tưới cho máy luôn, rồi mình đổ nước lên thì nó sẽ lỏng, mình cho pha kích rễ tưới. Chậu
chồng thì mình phủ hết đế luôn, khi nào sống thì mình mới sang mới lấy đế ra mọi người, chồng chồng mà sống trước đã. Còn thăng thăng là trình bị bóng lên không, người trong trồng giống như những cây khác đó mọi người, trình bị bóng là khoảng 10 đến 15 ngàn thì mình tứ tiếp rễ một lần đó mọi người, ủ bị bóng toàn toàn cây luôn, toàn chậu luôn, tứ cho nó ngập luôn. Ngập luôn rồi sang chùm bị bóng luôn. Thì lấy cái bị bóng cũ thôi, cũ hết chùm. Ở cái cây trước có cái bị bóng sẵn nè. Và thôi cây mai rừng mình trồng trực tiếp cũng đã xong nha mọi người. Nhiều người sẽ ủ nhưng mà sang thì mua về trồng liền, một con cũng dễ lên trồng liền mọi người. Và thôi chia sẻ của sang đây cũng kết thúc mọi người. Nếu như mọi người thấy hay like, đăng ký kênh ủng hộ sang mọi người. Xin chào mọi người, bye bye mọi người.